Ok anh em nhé. Lúc nãy quay cái video mà để lộ luôn mẹ cả cái series rồi. Bây giờ lại phải quay lại video khác. Nhưng mà vẫn là tờ tiền đấy thôi. Nhưng mà cái video lộ kia là mình phải xóa đi rồi. Anh em thông cảm nhé. Bây giờ là bắt đầu à. Để nhằm mục đích là giao lưu vui chơi học hỏi là chính. Nhưng mà có quà cũng là một phần vui thôi. Quà tuy không nhỏ nhưng mà muốn anh em vui vẻ và đón chào ngày lễ 29 này tuyệt vời. Anh em nào đoán trúng hai số cuối của tờ tiền này là chúc mừng anh em nhá. Đấy, mình đã dán đây cho nó bung ở chỗ này này. Chỗ này là có một dòng series nữa này. Lúc đấy mình quay là mình không để ý, thế mình cứ thấy quay quay miệt mài luôn, quay xong thì video này thì mới thấy là lộ mẹ từ cái series này từ lúc nào vậy. Thế nên bây giờ mình phải quay lại. Thể lệ trò chơi thì anh em cũng biết rồi đúng không? Mình cũng công bố hết rồi. Bây giờ chỉ là cái video để anh em biết kết quả thôi. Cái dòng series này thì mình cũng quên mất không biết là bao nhiêu số. Chẳng đếm nữa. Nên là giờ dò dần dần nhé. Mình bắt đầu dò nhanh nhé. Mẹ, tay run và tay mình rất là đen. Hy vọng là sẽ ông nào có đỏ 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 ấy. Tan 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 phần đầu này là gì đây anh em biết đây số gì không? Tôi nhớ là tờ tiền này bao tiền nhỉ? Series để xem nào, để tôi xem nào. Đây cũng là từ mình nhìn là 2, 4, 6, có 8 số. Có 8 số anh em ạ. Rồi nhá. Mấy số đầu này là không 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 tác dụng gì à? 1, 2, 3 này, 4 này, 4 là số 2 này. Ui. 5 là số 6 à? Quá đúng luôn. 2, 4 này. 2, 4, 6 này. Ồ, đây số 7. Đây nha. Bắt đầu à, bắt đầu đến 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 cái phần quan trọng à. Đấy, đúng không nhỉ? 2, 4, 6, 8, 8 số đúng không? Đấy, số đầu tiên anh em chọn là số nào đây? Mẹ làm event này cho xong xong tí để tôi xem phim. Đây đây nhìn thấy cái đi nào, đoán anh em đoán được được số nào không, anh em đoán ra số nào không, cho phát đầu nhá. Đầu rồi, đầu rồi. Đấy, có thấy không, thấy không, thấy không? Ui, cái này tôi đoán ra số mấy rồi, tôi nhìn ra đoán số mấy rồi, không biết anh em nhìn trong cái video nó có nét không thôi. Dò 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 này, dò này. Đấy. Xem tay mình như tay nghiện, vừa đen vừa cười. Ui giời ơi, số mấy đây? Ui đấy. Ui, ông nào trúng số này thì đầu tiên này nhá. Số đầu tiên là số 8. Đoán ngay cái vị này, số 8 nhá. Tiếp theo này. Số cuối cùng này. Ông nào mà chọn đầu 8 là ông đấy ăn rồi nhá. Ăn bước đầu thôi. Bước cuối là cái số này cơ mà, bước cuối là số cuối cùng này cơ mà, gọi là quan trọng này. Ui. Ui. Ui thế này anh em biết mẹ số bao nhiêu rồi còn đâu nhỉ? Cần đéo phải dò nữa. Mình vứt mẹ ra nhá. Số đầu tiên là số 8 nha anh em nhá. Số mấy đây?
Anh em thông cảm, điện thoại cùi bắp quá mẹ, nó cứ giật giật, giật mờ 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 thôi. Sốt hết cả ruột. Đấy, con này cũng khéo, số 8 nốt này. Đấy, ok. Đấy, ông nào đặt chơi đầu 8 thì có khả năng là số bao nhiêu thì các ông tự dò nhé, số bao nhiêu ấy. Hình như là tôi giật ra luôn nhá, tôi còn xuống xem phim này mệt quá. Này 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 tàng. Đây, và người trúng cuộc chọn hai số. Hiểu rồi, rất cơ mình chạm đây số 82 nha anh em nha. Mẹ quay cái video tận 6 phút thôi. Nghỉ đây, nghỉ đây. Chúc anh em một ngày nghỉ lễ vui vẻ. Anh em nào trúng thì in BI bên mình nhá. Để mình gửi qua mấy cả thông tin, cho mình xin thông tin địa chỉ số điện thoại IB Facebook mình nhá. Cảm ơn anh em đã chơi. Nói chung là lần đầu làm mấy cái vụ như thế này thì mình chưa có kinh nghiệm nên thôi cứ làm vui vui tí. Cố gắng mỗi tháng làm lần cho anh em có cái để chơi. Bye bye anh em, chúc anh em một ngày nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình. Anh em nào mà có người yêu thì sớm có người yêu, anh em nào mà chưa có người yêu thì cũng sớm có người yêu. Mà anh em nào chưa có người yêu à? Ừ đúng rồi, nói tôi nói ngược mẹ rồi. Anh em nào chưa có người yêu thì sớm có người yêu, anh em nào có người yêu rồi thì sớm có thêm người yêu nữa. Ok. Thế nha, bye bye anh em. Giày mẹ mất con này. Chào anh em nha, bye bye.